Có lẽ hình ảnh chiếc ổ cắm điện với chằng chịt dây điện như thế này là một vấn đề mà đa số mọi người cho chúng ta được gặp phải. Trên tay mình hiện đang là một chiếc ổ cắm điện hình tròn và mình tin rằng đây sẽ là một giải pháp cho vấn đề nan giải trên, với thiết kế nhỏ gọn bằng lòng bàn tay giúp bạn có thể dễ dàng vận chuyển. Với hai đầu USB, bên cạnh đó là 6 chân cắm giúp các bạn có thể kết nối được nhiều thiết bị hơn. Với thiết kế như vậy thì từ nay chúng ta không còn phải lo lắng đến hiện tượng đó là các dây nối bị chồng chéo lên nhau. Dây lấy nguồn của thiết bị này có chiều dài gần 1 mét, giúp cho bạn dễ dàng kết nối được nguồn điện. Ở giữa thiết bị là một cái lõi mà bạn tác dụng một lực đủ mạnh để có thể tách nó ra. Thực tế dây lấy nguồn của chúng ta có 2 chân, nhưng với một số thiết bị cần phải đến 3 chân cắm thì chiếc lõi này chính là cách để giải quyết vấn đề. Chiếc ổ cắm này được thiết kế để tương thích với những dây cắm có đầu dẹt. Vậy thì để xử lý những đầu cắm có chiếc đầu tròn này thì chúng ta đã có một thiết bị để chuyển đổi từ đầu tròn thành đầu dẹt, và đây sẽ được đi kèm với sản phẩm. Chúng ta có thể dễ dàng kết nối như thế này đây. Với công suất là 1500W, giúp bạn có thể thoải mái cắm nhiều thiết bị sử dụng công suất điện lớn cùng một lúc mà không sợ bị xảy ra vấn đề gì. Tóm lại, với thiết kế nhỏ gọn và chắc chắn, giúp bạn có thể dễ dàng mang đi bất cứ nơi đâu mà bạn muốn. Các đầu cắm được bố trí đều xung quanh thiết bị, giúp cho không còn xảy ra hiện tượng đó là các dây cắm bị chồng chéo lên nhau và dễ dàng kết nối với những thiết bị có những chuẩn đầu cắm khác nhau. Trên đây là một review tổng quan về sản phẩm mới của Vài Thứ Hay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip review sau.